Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot for Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ai đó đang say bờ môi và ánh mắt của bạn mất rồi Họ là ai? Và đây những trà bài chung men nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp. Một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi ai đó đang say bờ môi và ánh mắt của bạn mất rồi. Họ là ai? Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ một là những người có khả năng là hiện đang trong cái thời điểm cảm thấy bối rối hoặc là có khả năng là đang ở trong cái trạng thái rất là bận rộn dường như một số bạn giờ còn đây hơi có một cái sự gọi là bị trao đảo trong cuộc sống và một số bạn đang bị cái vấn đề rối loạn tiền đình thì nên nghỉ ngơi hợp lý ha đừng có quá áp lực hoặc là đôi khi công việc của bạn bạn còn phải sắp xếp lịch trình sao cho nó ổn thỏa để bản thân của mình không có quá nhiều cái sự gọi là căng thẳng quá mức một số bạn đang lên kế hoạch gì đó cho tương lai và đang sắp xếp thực hiện hành động đó ha một số bạn có thể là sắp muốn đi du lịch nước ngoài hoặc là đi công tác hoặc là muốn phát triển bản thân của mình công việc của mình mang tầm quốc tế hơn cởi mở hơn à, hoặc là nâng cấp thêm um, cho chính mình các bạn đang bước vào cái giai đoạn định mệnh mới cho nên đôi khi các bạn có rất là nhiều điều muốn làm muốn thay đổi muốn phát triển chứ các bạn không muốn dậm chậm chân tại chỗ mình thấy là như vậy các bạn là những người sống nhân từ, yêu cái đẹp Là những người khá là ngọt ngào Và các bạn đang trong quá trình của sự chuyển đổi Vì mặt tâm thức khá là cao Một số bạn rất là thích bươm bướm, ha, rất là thích cá Có khá nhiều bạn ở đây là cung cung nước xâm ngư cười da bò cạp đó Đây mình thấy các bạn đang rất là miệt mài cho công việc các bạn Cực kỳ chăm chỉ và đam mê và yeah, ngoài ra một số bạn cũng đã đạt được đến một số thành tích Hoặc là cũng có những cái thành tựu gì đó trong sự nghiệp của mình Hoặc là một vài bạn thì có khả năng dạo gần đây à, Các bạn càng nỗ lực càng quyết tâm Thì mình thấy có thể là những cái nguồn tiền bạn kiếm được nó có sự gia tăng và phát triển uhm, Nói ra như vậy Rồi để mình xem coi à, Đối với những ba bạn nữ xem trả bài thì người mà đang say mê bờ môi và ánh mắt của bạn lúc này là ai thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy đây người đang say mê ánh mắt nụ cười của bạn, thì mình thấy khả năng là có tới uh, hai người nha, một người mang năng lượng nam rất là đẹp trai, coi Ngô túng Tú và có thể cái người này với bạn khá là đồng điệu với nhau về mặt cảm xúc á, người này khá là trắng trẻ và có khả năng cũng khá là đô con, và đây là người có đôi bàn tay khá là đẹp và ngoài ra có thể người này có một cái khuôn mặt cũng uh, uh, nói chung là đầy sắc sảo, uhm. nét nào ra nét đó. <laughs> và có đôi mắt thẳm sâu hoặc có đôi mắt gọi là kiểu như là nhìn rất là tình cảm, biết trang hòa, biết ấm áp, biết quan tâm đến mọi người. Có thể họ đây là một người ở xa và họ làm trong lĩnh vực liên quan đến chữa lành, liên quan đến cố vấn, liên quan đến cung cấp dịch vụ, vân vân. hoặc đây là một người có tấm lòng rất là nhân ái. và một người mang năng lượng nam nữa thì mình thấy đây là một người họ họ mạnh mẽ, họ lý trí, họ quyết đoán. Và có khả năng người này họ không có thể hiện cho bạn thấy, ha, họ có sự ngắm nhìn từ xa. Ừ. Và ngoài ra có thể người này cũng là một người rất là năng nổ, nhiệt tình, luôn phấn chấn và có khả năng công việc của họ mang tính chất di chuyển khá là cao. Ừ. Và có thể là những người này có khả năng họ đã từng trải qua những giai đoạn gấp pháp, đổ vỡ, tổn thương và họ cũng hay bị mất ngủ. Ha. Và ngoài ra có thể họ cũng là một người biết là quán xuyến mọi thứ mọi điều, họ có đôi bàn tay khéo léo đó Thấy họ làm gì cũng đẹp cũng được Hoặc là biết làm đủ mọi thứ rồi là nữ công gia chánh luôn á đôi khi có khả năng còn khéo hơn nữ giới nữa Thì một trong hai người hoặc là một người mà có hai tính cách chẳng hạn ừ. Người này mình thấy mình đồng da sắc ha Khỏe mạnh vô biên <laughs> Và đây cũng là một người có thể Họ cũng rất là thích thơ ca Họ cũng là một người có một cái tâm hồn bay bổng, Cũng yêu thích nghệ thuật Hoặc họ cũng có những cái niềm vui Những cái sở thích liên quan vấn đề về Um, những vấn đề về chiêm uh, tinh học rồi đó về tâm linh ừ. ở đây cũng là một người họ biết xây trở cuộc sống họ có khả năng quản lý tình mệnh của mình uh, biết xây biết gọi là um, có một sự tự đứng vững trên đôi chân của mình và ngoài ra đây cũng là một người uh, biết nhìn xa trong rộng và biết tính toán um, kỹ lưỡng ở đây họ làm trong lĩnh vực liên quan đến uh, cấu trúc xây dựng cũng có ha liên quan đến tàu biển gì đó nè Người ừ, này mình thấy dường như họ làm việc một mình hoặc là họ nói chung là họ làm việc chung hay là làm việc riêng thì họ đều làm rất là cực lực, rất là nhiệt tình và họ làm có tay nghề, có kỹ năng. Và đây là một người cũng không có thích dựa giảm hoặc là nhờ người khác quá nhiều. Tự họ sẽ tự mình giải quyết mọi thứ, mọi việc. Trừ khi khó khăn quá, thật là họ không kiểm soát được thì họ mới nhờ sự tương trợ, sự trợ giúp thôi. ở đây một số bạn có khả năng bạn với người này đang ở trong mối quan hệ ha hoặc đây là một người có thể cũng có rất là nhiều những cái hợp đồng nhiều bạn bè vân vân ngoài ra hỏng là một người biết cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại có một số trường hợp có thể người này họ ở nước ngoài chẳng hạn có thể là ở, ở úc ừ. hoặc đây là người có khả năng rất là cao lớn hơn so với các bạn đó ngoài ra đây là một người họ biết buông bỏ quá khứ những gì là quá khứ thì họ sẽ không có lưu giữ Họ để cho nó có sự trôi đi ha. Ngoài ra có thể cái người này là một người cũng Như mình nói họ cũng hay xem Tarot rồi đó Hoặc là họ cũng là một người à, Có sự kiểu như là cái người này Có thể là họ cũng Có sự kết nối với các thiên thần khá là nhiều Hoặc họ hay cầu nguyện với các thiên thần hoặc là mình thấy cái thiên thần có sự say bờ môi ánh mắt của các bạn Các ngài có sự yêu thương và quan tâm các bạn rất là nhiều ừ. Và mình thấy cái người này là một người khá là nhạy cảm, khá là tinh tế nha ừ. Đó là món quà của họ đó Và họ cũng là một người rất là thu hút và quyến rũ <laughs> Đây là một người có khả năng tạo ra những sự thay đổi ừ. Người này đôi khi có khả năng là họ cũng hơi kỹ tính đó, Hơi cẩn thận trong công việc, rất là cầu toàn, rất là cẩn thận luôn Nha yeah. Người này có khả năng là một người đã nói thì sẽ làm ừ. ngay mình thấy những đối tượng này dường như họ rất là muốn trở thành gia đình với các bạn ừ. và có thể họ một số bạn là người yêu thì nói chung là họ cũng rất là muốn trở thành gia đình họ cảm thấy bạn là người rất là chính trực rất là ngay thẳng rất là thành thật á họ đánh giá bạn khá là cao là một cái người có thể là tiến đến hôn nhân được và người này có thể là họ cũng là một người có sự gọi là sẵn sàng cũng có nguyên tắc kỷ cương trật tự và trong mối quan hệ này mình thấy người này có sự thật lòng trung thực trung thành ừ có thể người này cũng có sự đấu tranh rất là nhiều để có thể nói lên tình yêu thương nếu như các bạn chưa yêu và nếu như các bạn đã yêu rồi thì có thể người này cũng đang phấn đấu rất là nhiều cho cái mối quan hệ này bởi vì hai người có khoảng cách nè à, hoặc là có những vấn đề gì đó cần phải cố gắng mới có thể vượt qua được hoặc là đôi khi họ cũng luôn cố gắng để có thể thực hiện lời hứa của mình với các bạn và nói chung là họ muốn có một mái ấm gia đình trọn vẹn à, với các bạn ở đây Mình thấy trong tâm trí của người này chỉ có bạn mà thôi mặc dù có thể xung quanh cuộc sống họ cũng có khá là nhiều người xuất hiện nhưng mà trong tâm trí của họ, họ đánh giá bạn khá là cao họ cảm thấy bạn là người sống cực kỳ trọn vẹn về mọi mọi mặt bạn vừa đẹp bạn vừa có sự xinh đẹp bạn có vừa có một sự gọi là rất là đẹp về cái gì dễ dáng dấp vẻ bề ngoài ngoại hình và họ cảm thấy bạn là người rất là hoàn hảo luôn á ừ. cho nên bạn là cái người duy nhất trong lòng của họ và có thể là người này cũng thích nhắn tin gọi điện với các bạn mỗi ngày á người này có khả năng họ luôn cố gắng rồi làm cho bạn cảm thấy hài lòng không có dám làm những cái điều gì đó mà gọi là quá trớn hoặc quá giới hạn bởi vì có thể họ cảm thấy bạn hơi kỹ tính hơi có tính họ sợ à, họ sợ bạn sẽ có một cái sự gọi là dứt khoát với họ cho nên mình thấy người này họ có sự yêu thương có sự trân trọng các bạn ở đây người này nói chung là họ thích nói chuyện các bạn hoặc là nói chuyện với bạn họ luôn có sự làm rõ mọi vấn đề các bạn nha yeah. rồi để mình xem coi đối với những bạn nam xem trả bài thì uh, người đang say bờ môi và ánh mắt của bạn này là ai ha đây mình thấy khả năng cái người này khả năng là họ có vấn đề về sức khỏe họ đang gọi là chữa lành sức khỏe của mình hoặc họ có những cảm giác bị cô đơn chống trả gì đó hoặc họ đang gặp khó khăn về tài chính người này đã từng như vậy và họ đang cố gắng hoặc họ đang gọi là có một sự gọi là hoàn thiện ừ. người này đang muốn bắt đầu một cái điều gì đó mới để thay đổi chính mình hoặc là bắt đầu một cuộc sống đổi mới bản thân hoặc là công việc gì đó để nâng cao thu nhập hơn đây là một người rất là biết quan tâm đến mọi người là một người nhân ái một người có sự gọi là biết sống tình cảm ngọt ngào lãng mạn và biết cho đi người này mình thấy cái khả năng họ rất là yêu động vật và họ gọi là một người biết biết nhân nhượng đây là một người có sự tiết chế và biết có suy xét biết suy nghĩ và cũng là một người rất là đáng tin cậy hoặc là một người kiểu như là luôn muốn xây dựng cho mình một cái cuộc sống dưỡng chắc, ổn định và an toàn họ rất là sợ nghèo hoặc họ rất là sợ rơi vào bế tắc về tù túng hoặc là những khó khăn mà họ không có tiền để có thể uh, giải quyết cho nên người này mình thấy có khuynh hướng là sẽ làm việc khá là nhiều uhm. người này có thể uh, là một người khá, có khả năng quản lý tốt mọi thứ cùng một lúc họ rất là nhạy bén và ngoài ra có thể người này cũng là một người thích uh, ảo thuật hoặc họ một lòng người kiểu như là rất là linh hoạt và ngoài ra người này cũng là một người khá là hớm hỉnh, vui vẻ có thể họ ở gần cái môi trường thiên nhiên hoặc là cái người này rất là khao khát có tiền xong rồi họ sẽ mua một cái miếng đất và họ cất nhà họ trồng cây à, họ sống giữa thiên nhiên họ thích như vậy người này có khả năng là họ đôi khi cũng hơi nóng tính nhưng mà họ có thể cũng cố gắng để có thể điều chỉnh cái nhịp độ điều chỉnh cảm xúc của bản thân mình và đây là một người có khả năng là họ ăn mặc kín đáo và lịch sự ha người này mình thấy dường như họ cũng có đôi nét gì đó khá là nghi thơ đó người này có khả năng là họ cũng biết tha thứ cho mọi người người này có khả năng khá là đẹp À, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ ánh mắt, bờ môi, nụ cười Và họ có mái tóc đen, dài và mắt đen à, Ngoài ra có thể có dòng eo, à, gợi cảm Hoặc là ở đây mình thấy có thể là cái người này họ rất là thích tương trợ giúp đỡ người khác, đặc biệt là thuốc cưng Người này có thể họ rất là thích màu xanh lá cây nha bên cạnh đó họ là một người biết buông bỏ biết rồi bỏ những gì không phù hợp với mình ừ. người này có khả năng là trong tình cảm cũng bỏ đi mấy lần hoặc là kiểu như chia tay mấy lần rồi người này có vẻ như mình nói rất là ngây thơ họ rất là yêu trẻ con luôn và ngoài ra khi bạn tiếp xúc với người này bạn sẽ cảm nhận như họ là một người không vô ưu vô, vô, vô lo nhưng mà thật sự trong lòng họ lo rất là nhiều chỉ là họ không có thể hiện ra bên ngoài thôi. Nói tượng này là một người có nhiều khát khao, ước mơ trong cuộc sống và trong trái tim của họ có nhiều hy vọng, mong muốn. À, đây là một người mang nguồn năng lượng chủ lành rất là cao. Ừ. Họ có nguồn năng lượng chủ lành tự nhiên ha. Cái người này có khả năng là họ cũng thích thiền định hoặc họ có khả năng chữa lành bằng năng lượng. À, họ thích tập yoga, vân vân và đây là một người có thể rất là thích đá tinh thể. Ừ. Đây mình thấy có thể người này họ có sự đánh giá cao về các bạn Họ cảm thấy bạn là người rất là chịu thương, chịu khó, là một người làm việc cực kỳ nhiều Đây mình thấy có thể là Một số bạn thì có khả năng cái người này là một người cũ, 10% là người cũ nào đó Hai người đã chia tay nhưng mà có thể năng đâu đó họ vẫn còn bị ám ảnh bởi cái nét đẹp thần sầu của các bạn <laughs> với lại lúc trước có thể họ đã từng muốn kết hôn cho nên là người này có khả năng còn si mê ha cái điều này và chưa có thể nguôi ngoai chưa có thể quên được ừ và có khả năng đâu đó họ rất là mong muốn bạn sẽ có những cái hành động thiết thực để kết nối lại tình yêu và nếu như lần này có thể kết nối lại được thì có thể người này họ sẽ cân bằng và có khả năng là sẽ hướng đến giai đoạn hôn nhân với các bạn người này khá là lý trí, khá là nguyên tắc, khá là kỹ cương, khá là trật tự. họ không thích họ không có thích những gì mà gọi là nhùng nhằng hoặc kiểu như là uh, tu sĩ độc hại thì họ không có thích nha. họ còn có một cái sự rõ ràng làm rõ những cái vấn đề uh, trong tình yêu. nói chung là người cũ ở đây là nhiều. họ còn có cuộc nói chuyện làm rõ. Ha. người này có thể năng hiện tại cũng đang cảm thấy khá là nhức nhói về tình yêu, uhm. đang cảm thấy tổn thương. hoặc nếu như các bạn họ nghi các bạn có điều gì đó kiểu như là không có thành thật trong tình yêu không có để cho họ cảm thấy tin tưởng thì bạn hãy chứng minh đi ha? chứ đừng có sự gọi là im lặng ừ. người này đang khá đau lòng ở đây và có thể họ cũng rất là mong muốn mà sẽ có những hành động thiết thực để hai người có thể có cuộc trò chuyện à, đến được hay không thì họ không biết nhưng mà Người này rất là muốn có cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau để tránh gọi là đau thương quá lâu, quá dài. Hoặc là đôi khi người này không muốn chờ đợi nữa. Thấy người này còn ngắm nhìn các bạn qua mạng xã hội hoặc là họ cũng còn xem hình ảnh của các bạn ở đây. mối quan hệ này thì mình thấy nó có tốt đẹp hay không là ăn thua của bạn nam có thể hiện cái mong muốn của bạn nữ hoặc là hai người cần phải có một sự thể hiện sự mong muốn sự nhu cầu của đối phương hình cho nhau mà có thể hiện tại các bạn cũng nên được khuyến khích tập trung vào công việc bởi vì khi mà bạn đầu tư tập trung vào công việc nhiều tiền bạc của bạn nó có sự sinh sôi so nảy nở nè nha yeah. đấy là như vậy rồi để mình xem cham các bạn ha đây mình thấy có thể một số bạn các bạn rất thích bướm bướm ha hoặc là có khả năng như mình nói các bạn đang trong quá trình của sự chuyển đổi thay đổi bản thân của mình một số bạn có khả năng là đạo thiên đạo thiên chúa hoặc là có thể các bạn cũng có một cái sự uh, xem nhau giống như những cái người khá là giỏi giang hoặc là xem nhau giống như là vua hoặc là nữ hoàng vậy đó và ngoài ra các bạn rất là thích uh, guitar điện ha hoặc là có năng khiếu về âm nhạc nghệ thuật sáng tạo, những số bạn ở đây rất là thích uh, ve kêu hoặc là sinh vào tháng 6, tháng 5, những ngày thu ở những ngày mùa hè hoặc ừ. là các bạn gặp nhau vào ngày đó có thể người này họ có sự gọi hai bạn có sự gọi là một người thì rất là cao bự con một người thì có vẻ hơi thấp nói chung mà đây là một cái người cặp đôi kiểu như là khá là dễ thương ha? chiều cao khiêm tốn gặp một người có chiều cao vô đói <laughs> ở đây mình thấy có thể là có một số bạn đối tượng của bạn ở luân đôn hoặc là bạn ở luân đôn hoặc là các bạn rất thích xe biết hai tầng ngoài ra mình thấy có thể là cái vấn đề mà hai người có cái nói chia tay một số bạn một phần là do sợ có người thứ ba xuất hiện hoặc là bạn nào mình thấy như là bạn bị đối tượng của mình lừa dối hay gì đó bạn nghĩ đến họ thì không phải họ nha ở đây mình thấy thêm một số bạn nữ rất là thích những cái món đồ cầu kỳ hoặc là thích có bạn can điểm riêng và cái món hệ này có thể là đừng quá diễn tiến nhanh càng nhanh càng chủ càng kiểm soát thì càng mất ha và các bạn rất thích chơi thỏ hoặc nuôi thỏ một số bạn ở đây thì các bạn rất là thích bé trai hoặc là trong tình cảm này tránh gần gũi quá mức để tránh có những cái sự gọi là có con ngoài ý muốn Rồi để mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn hay là của bạn học của người đó ha. Kim Ngưu, Sử Nữ Ma Kết, Thiên Bình Cự Giải, Song Tử, thì Cái Trong Tên. Tên bạn hay tên người khác, à, người tên người đó B, E, F, V, M, Q, Z A và Y dài Rồi mình xin kết thúc các bạn tù 1 ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Chào các bạn hai xin chào các bạn tù 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tù 2 để xem coi Ai đó đang xây bờ môi và ánh mắt của bạn mất rồi Họ là ai? Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người có khả năng hiện tại đang có rất là nhiều những cái vấn đề cho nên bạn đang cố gắng gồng gánh, gánh vác. Ừ, một số bạn rất là kiên nhẫn và kiên trì. Các bạn rất là thích kiếm tiền ha. Một số bạn ở đây bạn rất là thích chia sẻ giúp đỡ mọi người xung quanh, thích giúp đỡ những người cơ cực khốn khó, thích làm từ thiện ở đây mình thấy có thể là bạn nói chung là vấn đề bạn lo lắng nhiều do nhiều nhất là vấn đề về cơm áo gạo tiền ừ, và có khả năng là muốn kiếm tiền thêm, muốn tìm kiếm thêm một cơ hội để có thể gia tăng thu nhập nữa Các bạn là những người có khả năng là dạo gần đây hơi buồn ngủ, hơi mệt mỏi, Còn nghỉ ngơi Và các bạn là những người có sự gọi là vô cùng sáng tạo, có rất là nhiều ý tưởng ha, Là một người có mang tính giải trí rất là cao Và ngoài ra các bạn là một người có một cái trái tim yêu thương, ha, yêu hòa bình và có sự cảm thông nhân ái à, sâu sắc, nói là như vậy. Có một cái cơ hội, một phần thưởng, một món quà gì đó đang được mang đến các bạn. thậm chí có thể tình yêu đang mang đang được mang đến các bạn ở đây nha. Yeah. Rồi để mình xem coi Đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài, uhm, người đang say bờ môi ánh mắt của bạn lúc này họ là ai? thì các bạn nữ xem trả bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng các bạn mang năng lượng nam xem trả bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn đang cũng vậy ha người đang say bờ môi ánh mắt của các bạn nữa xem tra lúc bài lúc này có thể là một cái người mới quen hoặc là một cờ rớt gì đó của các bạn người này mạnh mẽ cao hơn các bạn ha. là một người có thể giống như là một anh hùng hoặc là có thể người này có vẻ như họ ở một cái nơi nào đó hơi lạnh đó Ừ. Người này khuôn mặt họ ít khi cười, nhìn khuôn mặt rất là cứng cỏi Và họ có khả năng cũng hay dành thời gian để nghỉ ngơi Hoặc là dạo gần đây người này đang cần thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình Người này là một người trong nóng ngoài lạnh Ở ngoài thì có vẻ hơi lạnh nhưng bên trong là người sống kỳ kỳ tình cảm Có thể họ có đeo kính hoặc là họ là một người có thể uh, hơi kỹ lưỡng, hơi cầu toàn Hoặc là có sự xa cách với người khác Họ là một người kiểu không có thích giao du nhiều chỉ khi nào họ cảm thấy an toàn thì họ mới có cho tiếp xúc thôi à, ngoài ra thì có thể người này cũng là một người đang phân vân giữa những quyết định sự lựa chọn gì đó cho cuộc sống của mình người này là một người có rất là nhiều ý tưởng ha và họ có khả năng có những vấn đề liên quan đến xương khớp đây là người có rất là nhiều cơ hội sự lựa chọn người này có thể đang ở trong cái trạng thái tiếc nuối gì đó hoặc là họ thức khuya người này đang cố gắng đổi mới chính mình thay đổi bản thân làm mới mọi thứ người này mũi cao mắt sáng một cái làn da trắng hoặc là có thể um, ăn mặc kín đáo kỹ lưỡng và ngoài ra người này là một người mình đồng da sắt đây là một người có thể rất là mạnh mẽ ha rất là men um, người này có thể có sự đeo mặt nạ nghĩa vậy à, khi bạn nhìn họ bạn không biết họ là người gọi là vui vẻ đâu hoặc là người dễ gần đâu, chỉ khi bạn nói chuyện mới biết thôi Người này ở ngoài có vẻ như mình nói rất là xa cách khó gần Hoặc là khó tính ha, Kể như vậy Đây mình thấy khả năng là cái người này cũng là một người hay đi đây đi đó nhiều, hay di chuyển Và ngoài ra thì họ có khả năng là họ cũng là một người Đạt được khá là nhiều những thành công, chiến tích, thắng lợi ha Người này họ thích những gì gọi là mới mẻ hoặc là đôi khi họ thích trẻ cái trẻ em hoặc họ thích những cái người mà tràn trề sức sống, tràn trề sự năng nổ, tràn trề sự nhiệt tình giống như bạn vậy đó. người này có khả năng là họ cũng uh, đang khao khát đám cưới ha tiến đến hôn nhân hoặc là có thể họ đang tiền cô dâu cho chính mình hoặc là ở đây mình thấy họ làm những công việc gì đó liên quan đến tổ chức sự kiện hoặc là họ có khả năng làm những công việc gì đó liên quan đến ký kết hợp đồng ha? vân vân đây là một người có thể họ có rất là nhiều phước lành sự dồi dào sự thịnh vượng sự đủ đầy sự dư giả về tiền bạc ngoài ra đối tượng này là một người khi mà họ đã muốn họ sẽ làm hoặc là đôi khi có khả năng họ là một người rất là mạnh mẽ trong cái việc giỏi trong cái việc động viên khuyến khích người khác hành động á cái thầy học cũng luôn có những suy nghĩ tích cực lạc quan và yêu đời và ngoài ra người này là một người cực kỳ sáng tạo có thể học vẽ rất là đẹp nói chung bằng tay người này khéo ha bàn tay người này có thể làm ra tiền bạc khá là tốt luôn đó Và ngoài ra thì có thể họ là người nhạy cảm ừ. họ có khả năng cảm nhận được người khác là người như thế nào cho nên người này có thể họ có sự uh, chọn lọc đối tượng để có thể kết giao á ừ. họ cũng là một người biết thay đổi bản thân của mình theo hướng tốt đẹp đây là người có thể họ làm đúng công việc của họ hoặc họ có khả năng đi đang đi đi đúng với con đường hành trình dành cho họ ừ. Đây mình thấy họ giống họ cảm thấy bạn giống như ngọn đèn vậy đó. Hoặc họ cảm thấy bạn giống như là cái người mà họ đã tìm được á, người mà họ cần á, họ đã tìm được rồi á. À, đây là một người họ xem bạn giống như là một người nổi tiếng, một người nổi bật, một người xinh đẹp, một người quyến rũ, quý phái, thanh cao, trang trọng, biết cách ăn mặc có gu thẩm mỹ rồi, nhìn bạn giống như một phú bà, một bà chủ vậy đó, trong mắt họ bạn là người như vậy. Họ rất là ngưỡng mộ các bạn và họ cảm thấy bạn giống như là người trong mơ của họ người này có thể là họ như mình nói khả năng một số bạn đây là người mới quen có thể họ có sự tiếp cận với bạn từ từ có thể người này đang bị bệnh hoặc là họ đang cảm thấy cô đơn họ rất là muốn xây dựng gia đình có thể người này cũng có thể cũng hơi lớn tuổi và họ tìm thấy các bạn và có khả năng họ rất là muốn được cưới các bạn nhưng mà như mình nói người này có đeo mặt nạ họ không có thể hiện ra mà họ chỉ kiểu như tìm hiểu kỹ ừ nếu đúng đúng theo mong đợi của họ thì cái người này họ sẽ muốn hướng đến cái gia đình hướng đến hạnh phúc với các bạn ở đây họ muốn đồng hành với các bạn ừ họ cảm thấy bạn chính là ánh sáng cuộc đời của họ có bạn giống như là cuộc sống họ được thắp sáng họ cảm thấy vui hơn họ cảm thấy hết cô đơn à, cảm thấy cuộc sống mình có sự rộn ràng có sự hạnh phúc ừ họ cảm thấy bạn người sống gia giáo hoặc là truyền thống họ rất thích cái điều này và yeah, ngoài ra thì có thể nói chung là mình thấy là như vậy họ hướng đến một mái ấm gia đình và một họ cảm thấy bạn làm việc cũng có um, có khả năng làm việc tốt cũng có khả năng gọi là uh, tự chủ và họ nghĩ nếu như hai bạn mà kết hợp với nhau cưới nhau về sẽ rất là giàu <laughs> mình thấy là như vậy rồi để mình xem coi um, đối với những bạn uh, nam xem cho bài thì Người đang say bờ môi ánh mắt của các bạn là ai lúc này? Đây mình thấy người này là một người làm việc cực kỳ nhiều họ đã từng trải qua những kết thúc những đổ vỡ những tổn thương và họ cũng đang trong quá trình của sự chữa lành hoàn thiện chính mình người này họ thích sự yên tĩnh thích không gian thiên nhiên nha và ngoài ra họ làm việc giống như một người nam nhi vậy đó họ làm việc cực lực chăm chỉ và có tay nghề có kỹ năng cũng có thể cũng có những cái thành tích cao hoặc cũng có sự công nhận ghi nhận đánh giá cao vân vân ở đây mình thấy có thể là cái người này họ là một người có ý chí, có sức mạnh vững chắc và có khả năng làm cái nền tảng, một cái chỗ dựa vững chắc cho người khác về mặt tinh thần á. Hoặc họ biết quan tâm đến sức khỏe mọi người. Người này có thể có khuôn mặt khá là hiền từ và dễ thương, xinh đẹp, khuôn mặt tròn, hai đôi mắt sáng, ăn mặc thì kín đáo, da dẻ mịn màng. Và ngoài ra có thể cái người này họ rất là thích màu đỏ có thể họ biết quan tâm đến sức khỏe của mình họ biết quan tâm sức khỏe người khác hoặc họ có khả năng làm trong những lĩnh vực liên quan đến chữa lành họ làm gì cũng rất là nhiệt tình nhiệt tâm nhiệt thành hết ừ. cho nên họ cũng được rất là nhiều người đánh giá cao họ cũng được sự hỗ trợ từ ơn trên hoặc là từ những người có thế lực hoặc những người lớn tuổi họ cũng có một cái bề đỡ bề đỡ vững chắc cho chính mình Đây là một người có thể họ biết buông bỏ, biết giải phóng những gì không phù hợp với bản thân Và họ là một người có sự chân thành, chân thật với chính mình nha Người này họ có khả năng tự mình điều hành, tự mình làm việc, tự mình lập cơ lập, lập cơ sở kinh doanh vân vân Có thể họ là một người làm chủ hoặc họ có sự tự chủ rất là cao Họ biết họ điều gì họ muốn và điều gì họ không muốn và khi mà họ cảm thấy điều gì mà không muốn mà cứ ép họ làm thì họ sẽ có cái khỏa, cái cái sự gọi là bứt phá và không muốn làm cái điều đó họ không có sự biết từ chối những gì không phù hợp với mình họ là một người gọi là biết thắp lên cái ngọn lửa nhiệt tình sự tích cực sự lạc quan cho người khác đây là một người đem ánh sáng ừ. lan tỏa ánh sáng truyền tải ánh sáng nha yeah. người này rất là yêu trẻ con chở thơ hoặc là họ có khả năng trẻ như như trẻ con trẻ thơ hoặc đây là một người có thể có năng lượng chủ lành như mình nói liên quan đến trẻ em khá là nhiều Họ biết buông bỏ những gì không phù hợp với mình, biết giải quyết nó. họ rất là thích ngựa với lại thích uh, chó, ha. và wow, rất là liên kết người này là một người chữa lành một healer, có thể chữa lành về tinh thần, chữa lành về thể chất. người này là sinh ra để chữa lành rồi, uh, họ thích chia sẻ và giúp đỡ cho mọi người. Họ cảm thấy bạn cũng là một người gọi là ngàn năm mới xuất hiện <laughs> Kiểu một người cũng rất là khó kiếm ha Họ cảm thấy bạn người khá là cổ điển Họ cũng cảm thấy bạn cũng khá là, là một người kiểu như là Cũng đã từng đổ vỡ, từng tổn thương Nhưng mà bạn biết gọi là đập đi xe lại mọi thứ ha Họ cảm thấy bạn là một người rất là mạnh mẽ Có sự giỏi giang, có kiến thức, có sự hiểu biết, có sự thông thái à, Và họ cảm thấy bạn giống như một linh hồn cổ vậy đó một người đã trải nghiệm rất là nhiều điều và À, rất là tỉnh táo và giống như họ vậy đó ha rất là thông suốt rất là rõ ràng về mọi việc mọi sự à, đúng như những gì họ mong đợi á họ cảm thấy bạn giống như là một cái người đồng hành một người tri kỷ tâm gia một người có thể hiểu họ và người này có khả năng hiện tại hai bạn đang ở trong cái trạng thái nói chuyện tìm hiểu vui vẻ với nhau à, thấy là như vậy à, người này với khả năng họ đang ở trong cái trạng thái chưa có yêu đương mà họ chỉ quan sát và thân tình với các bạn thôi có à thể khi gặp bạn họ mới vừa chia tay một ai đó cho nên là họ cũng chưa có gọi là vội vàng ngoài ra có một số bạn có khả năng là người cũ nào đó các bạn à đây hai người đã chia tay một cách đột ngột bất ngờ và có à thể người này họ đang mong bạn có sự chủ động quay về và hai người sẽ có sự thỏa hiệp thỏa thuận nói chuyện lại với nhau và tha thứ cho nhau ha à người này họ đang ngồi chờ đợi tín hiệu từ các bạn. Đây là một người gọi là kiểu uh, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát nha. Yeah, khuôn mắt, khuôn mặt rất là chính trực ha. Đặc biệt là đôi mắt, mũi kính, uh, môi trái tim, môi mỏng. Um, là một người rất là hay đa nghi hoặc là hơi nóng tính, nhưng mà họ cũng biết thay đổi, sửa, đổi chính mình. Đây là người có khả năng thu hút những điều họ mong muốn và họ có kiến thức rất là sâu hai bạn dường như là giống như là những cái uh, người mà đã giác ngộ rồi đó <laughs> thấy là như vậy rồi để mình xem uh, cha nữa các bạn ha đây mình thấy cái khả năng là có một số bạn là crush, rớt đó. mới quen cái người này họ người nam thì họ rất là muốn bạn nữ là trở thành người yêu hoặc là bạn nữ cũng muốn vậy <laughs> một số bạn có thể gặp nhau vào mùa đông hoặc là có thể một trong hai bạn sinh nhau sinh vào mùa đông hoặc là các bạn rất thích bông tuyết hoặc là một trong hai người ở một nơi khá là lạnh như mình nói à, ngoài ra các bạn rất thích ngôi sao à, hoặc một số bạn như mình nói khá là nổi tiếng nổi bật đây một số bạn có khả năng các bạn à, à, thích chơi bài thích bói bài vân <laughs> vân là các bạn có nhiều sự lựa chọn các bạn có sự gọi là nhìn thấy tìm thấy nhau và hai bạn có thể đạo công giáo hoặc là một trong hai hoặc là các bạn cũng là xem um, đối phương uh, có một cái khí chất gì đó vương giả ừ. quý sở tộc I love you họ yêu các bạn ha à. I love you rồi mùa đông nữa nè có thể các bạn mới gặp nhau giờ gần đây thôi đa số là các bạn mà mới gặp á nhiều quá ngoài ra có thể một số bạn các bạn có một cái hành trình phát triển mặt tinh thần khá là nhiều hoặc các bạn rất thích voi hoặc các bạn là những người có khả năng lãnh đạo điều hành quản lý một số bạn sinh vào mùa hè ừ. bạn rất thích tiếng ve hoặc là các bạn ở gần một số bạn có khả năng là các bạn ở gần môi trường thiên nhiên nhiều ha hoặc ở vùng quê nông thôn Này là như vậy ở đây thì mình thấy dường như hai người đến để chữa lành cho nhau những cái vấn đề tổn thương cũ hoặc ở đây mối quan hệ nào mà chia tay ngắt kết nối thì có thể sẽ hàn gắn nếu như các bạn nam là người chủ động à. và các bạn đến dạy cho nhau nhiều bài học hoặc là đến để có thể nâng đỡ hỗ trợ học tập lẫn nhau và mối quan hệ này tránh có sự nghi ngờ hoặc là có sự gọi là uh, dùng lời nói gây tổn thương nhau bởi vì uh, cái sự nghi ngờ và cái sự gọi là cái lời nói chua cay sẽ khiến mối hệ này nó trở nên gọi là rạn nứt ừ. cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn hoặc của người đó sư tử sử nữ bò cạp trong tử kim ngưu và cự giải Những cái trong tên tên của bạn hoặc tên người đó chữ K, chữ U, chữ V, chữ B phở, chữ chay, chữ Q, chữ H, chữ Z, chữ Y và chữ N, chữ E. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi. Ai đó đang xây bờ môi và ánh mắt của bạn mất rồi họ là ai và đây là những trò bài chung Mê nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng của bạn tù ba các bạn tù ba là những người có thể năng là hiện tại đang rất là yêu thương gia đình cha mẹ đặc biệt là mẹ bạn rất là yêu thương các bạn đây các bạn là những người có thể sống tình cảm lãng mạn là một người có rất là nhiều lựa chọn trong cuộc sống, có nhiều cơ hội đến với các bạn ở hiện tại. Các bạn là những người làm việc liên quan đến sáng tạo, liên quan đến ý tưởng, liên quan đến nghệ thuật hoặc là liên quan đến chữa lành ha. Các bạn rất là yêu thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá hoặc rất là thích bông hoa. số ừ. Các bạn ở đây mình thấy sắp có tin vui hoặc có những món quà hoặc có những cái điều gì đó ngọt ngào được mang đến như các bạn ở đây. Dường như các bạn vừa mới kết thúc tình yêu hoặc các bạn vừa mới trải qua một cái giai đoạn mất mát gì đó trong cuộc sống của mình hoặc là kết thúc công việc cũ vân vân ừ. các bạn đang tìm kiếm cơ hội để có thể mở mang phát triển gì đó mới mẻ ừ. rồi để mình xem đối với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì ai um, đang say bờ môi và ánh mắt của bạn lúc này thì các bạn nữ xem trải bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha Đây mình thấy có hai người mang năng lượng nam Người thứ nhất là một người cũng lớn tuổi hơn các bạn Người này có thể họ sống tình cảm ấm áp, lãng mạn Biết quan tâm là một người biết suy nghĩ Họ giống như bạn vậy đó Hai người khá là, khá là giống nhau về mặt năng lượng Và một người mang năng lượng nam khác có thể trẻ tuổi hơn Người này có vẻ họ có sự gọi là Cũng là một người nhân ái Lãng mạn yêu thương và tràn trề cảm xúc đây toàn là những người có lương cao làm việc rất là tốt và có thể năng cũng có một cuộc sống vững chắc độc lập an toàn ừ, và họ đều rất là thích những mẫu người ngọt ngào nhẹ nhàng dịu dàng yêu thương đám đuối à, có thể đối tượng này cũng là một người họ biết đánh giá mọi thứ mọi điều hoặc là họ biết nhìn nhận và đánh giá người khác một cách khách quan à, đây là một người có khả năng là cuộc sống họ cũng có nhiều bế tắc nhiều khó khăn nhưng mà những cái điều này khiến cho họ có sự tỉnh thức thay đổi và trưởng thành hơn Ừ. Người này có khả năng là ăn nói không khắc rồi, rất là khéo léo Và như mình nói dường như cái người này cuộc sống của họ khá là may mắn vấn đề tiền bạc Và họ có những kỷ niệm gì đó liên quan đến mẹ của mình đó. Có thể họ rất là yêu thương mẹ của mình ừ. Hoặc là gia đình, yêu cha mẹ họ yêu thương họ Ngoài ra người này có khả năng là họ là một người cũng Có một cái sự gọi là Có một số bạn có khả năng là cái người cũ nào đó mà hai người đã tranh cãi gây gắt với nhau. Có thể đã chia tay rồi ha. Ngoài ra cũng có thể là một đối tượng mới, thậm chí là cả người cũ và người mới cho nên mới có hai người. Đây là một người có thể họ cũng có rất là nhiều phước lành ha, đến với họ. Và ngoài ra người này cũng là một người có sự dồi dào, sự đủ đầy, sự dư dả. Ừ. Có thể như mình nói họ làm việc uh, liên quan đến đo bàn tay khá là nhiều hoặc họ làm việc rất là nhiều tiền. Họ là một người rất là yêu trẻ con, trẻ thơ. À. Hoặc đôi khi có thể người này là một người có tính tình đôi khi giống như một đứa trẻ vậy đó. Vô tư, hồn nhiên, vui vẻ và họ rất là yêu môi trường động vật, họ rất là yêu thú cưng. À, đây là một người rất là sáng tạo, à, có sự gọi là có thiên hướng về nghệ thuật, có gu thẩm mỹ cao, biết thể hiện những cái uh, sự gọi là sáng tạo của mình, năng uh, năng lực của mình, năng khiếu của mình và đây là một người luôn có sự hỗ trợ cho người khác. Ừ, ở đây mình thấy có thể là cái đối tượng này một số bạn nhiều là người rớt thì nói chung họ cảm thấy bạn với họ rất là tương đồng với nhau họ rất là thích bạn họ cảm thấy bạn là người rất là xinh đẹp quyến rũ tài năng giỏi giang và cũng là một người rất là sống rất là độc lập mà mỗi người của gia đình người này trong lòng có nhiều tình cảm với bạn nhưng mà có thể năng đang giấu kín à. người này có thể có những cái tổn thương gì đó trong quá khứ ừ. cho nên họ có một cái sự kiểu như là hơi dè chừng hơi ngần ngại ừ. Họ cần phải hiểu biết, hiểu sâu về bạn họ mới dám gọi là kết nối tình yêu Ngoài ra có một số bạn có thể ngắt kết nối chia tay rồi Thì cái đối tượng này đang có sự ám ảnh về các bạn khá là nhiều Và chưa thể nguôi ngoai, họ cảm thấy bị bất, bất lực trong mối quan hệ Hoặc là họ cảm thấy bạn có quá nhiều nỗi sợ Hoặc là cái người này đang muốn dành thời gian im lặng cho bản thân của mình để đi sâu vấn đề hơn Người này có khả năng hiện tại họ đang bận rộn và họ cũng đang cố gắng cân bằng mọi thứ. Có thể họ bị ám ảnh bởi bạn nhưng mà họ cố gắng cân bằng và không có muốn để bản thân của mình bị vương vấn nhiều quá. Có thể có một số trường hợp muốn làm mới lại tình yêu ngọt ngào, đắm đuối, lãng mạn như lúc trước. Nhưng mà trong lòng nghĩ như, như hành động chưa thấy. ha Mà có thể họ vẫn còn say mê nụ cười ánh mắt của các bạn hoặc là bờ môi của các bạn, Và có thể năng cái người này muốn các bạn là người có sự chủ động tạo cơ hội cho nhau kết nối lại. rồi để mình xem qua đối với những bạn nam xem cho bài thì à, người đang xây bờ môi, ánh mắt của bạn lúc này là ai? đây là một người có thể họ cũng vừa mới trải qua những kết thúc những tổn thương có thể là hai bạn là giống như mình nói là người cũ của nhau hoặc là cái người này là một người họ biết lo xa, biết tính toán, biết suy nghĩ cho tương lai, biết lên kế hoạch cho cuộc sống à, như mình nói một số bạn là người cũ hoặc là cái người này là một người họ cũng có những cái quá khứ trong vấn đề tình yêu rất là khó để có thể chữa lành đây là người hay thức khuya hay dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn hoặc là có một số bạn cái người này với bạn chỉ là bạn bè ở lúc ban đầu thôi uhm. Người này bạn quen biết rồi và có thể người này đang gặp cái vấn đề gọi là khó ngủ hoặc là bị vấn đề về sức khỏe, bệnh tật hoặc là đang gặp khó khăn về tài chính. Nha. Yeah. Và ngoài ra họ là một người biết thay đổi, hoặc họ có khả năng gọi là hướng dẫn người khác trong quá trình thay đổi của họ. Đó là người biết buông bỏ rời khỏi những gì không phù hợp với chính mình bên cạnh đó họ cũng là một người cũng có sự gọi biết tha thứ người này khá là xinh đẹp người này có khả năng là họ khá là xinh đẹp dễ thương à. Ngoài ra có thể người này họ đang trong quá trình của sự chữa lành năng lượng, chữa lành tinh thần hay chất của bản thân mình. Họ rất là yêu tâm nhạc. Họ có khả năng sáng tác nhạc hoặc là sử dụng uh, dụng cụ, sử dụng uh, nhạc cụ hoặc là họ thích đàn violon vân vân Nay mình thấy có thể là họ cảm thấy bạn đang im lặng khoảng 60% là người cũ. Họ cảm thấy bạn đang im lặng với họ. Và họ muốn bạn hãy có sự chủ động. Nhắn tin hoặc là họ đã nhắn tin nhưng mà bạn vẫn không trả lời, bạn vẫn miệt mài làm việc. Họ đang tự hỏi biết bạn có quay về hay không, có còn nghĩ đến họ hay không, hay bạn đã rời đi hoặc là hai người chia tay là bởi vì có thể họ nghi ngờ bạn có ai đó khác hay là bạn có ai đó khác thật. Cho nên bạn mới rời đi im lặng như vậy. Người này có khả năng trong cuộc sống có nhiều người Nhưng mà có thể là đối với họ thì bạn là cái người có sự gọi là bị Họ bị say bờ môi ánh mắt của các bạn ha. Một số bạn các bạn đang nghĩ đến một cái người nào đó đã phản bội các bạn Không phải người đó ha Một số bạn ở đây có khả năng là các bạn mới quen thôi Và chưa có gọi là yêu mà cái người này họ đang tìm hiểu Sẽ như thế nào Và họ cảm thấy bạn cũng là một người đáng tin Một người có sự tập trung vào công việc Kiên nhẫn, kiên trì Và người này có thể là họ cũng muốn Và mong hệ sẽ có sự tiến triển nhanh chóng Nhưng mà theo như họ quan sát Thì có khả năng họ thấy bạn cũng đang tập trung vào bản thân Và sức khỏe, sự nghiệp Chứ họ cũng chưa thấy được những cái gì gọi là nỗ lực quá các bạn Đây có khoảng 30% một số bạn sẽ có sự kết nối Qua trở lại với nhau Và nó có sự làm mới lại tình yêu này Một số bạn cầu rớt thì có khả năng trong người này họ rất là kỹ nói chuyện với nhau thì hiểu về nhau Và họ nếu thấy hợp thì họ mới bắt đầu yêu Họ mới tiến đến tình yêu Và họ cảm thấy bạn là cái người đúng như những gì họ mong đợi á Cho nên các bạn sẽ chuyển từ tình cảm sang tình tình bạn sang tình yêu đó họ dành cho bạn một cái tình yêu khá là ngọt ngào ha là các bạn đối với bạn nữ thì cái đối tượng của bạn cho nên giai đoạn những bạn nào còn rớt có thể sẽ tiến đến tình yêu thật sự xem trang các bạn có thể một số bạn hay bị cái vấn đề về mất ngủ và đang cảm thấy cuộc sống có quá, quá nhiều sự mù mờ không rõ ràng Yeah, ngoài ra có thể một số bạn các bạn uh, rất là thích kinh khí cầu hoặc là có khả năng như mình nói nhưng mà thấy nhịp sống của mình hơi chậm các bạn là uh, bạn có khả năng là giống thuốc uh, giống gọi là uh, tu hú <laughs> hoặc là giống à bạn giống cú loài cú là những người gọi là thông minh khôn ngoan trí tuệ và hay thức khuya một số bạn ở đây có thể nào là bạn biết chơi bài hoặc là bạn biết bói bài hoặc là bạn hay xem tarot vân vân là bạn có nhiều cơ hội nhưng mà có thể bạn cũng sẽ có sự đánh mai cầu mai xem cái người này có phải đúng là cái người mình sẽ đi đến lâu dài hay không các bạn đang trong quá trình của sự chuyển đổi thoát sáng ngoài ra một số bạn có thể gặp nhau mùa đông hoặc là có thể các bạn một trong hai người sinh nhau mùa đông sinh ra vào mùa đông ha hoặc có thể bạn có sở thích là các bạn rất là thích bông tuyết cung hoàng đạo Nói bật nhân mã cự giải ma kết thiên bình sư tử kim ngưu chữ cái trong tên tên bạn hỏi tên người đó m chữ f chữ n chữ k chữ h chữ q chữ w chữ cầu chữ o chữ q cũng có nè chữ j rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.